mời anh em cùng nghe những giai điệu nhạc sôi động vào con âm ly hàng cực khủng của dòng Sansui, một trong những con âm ly hàng top của hãng Sansui anh em nhá. 707X CD Decac. Nó có thêm nút CD Direct nên là nó có thêm chữ CD. Con âm ly này thì các thể loại nhạc, các thể loại loa nó đều chinh chiến ra chất hết anh em ạ. Bởi vì nó mang trong mình một bộ nội thất thuộc hàng cực kỳ khủng trong dòng âm ly. Trong những dòng âm ly, tất nhiên nó có rất nhiều những con âm ly, cũng không phải quá nhiều, nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay anh em nhá. Những con âm ly khủng kiểu như này, nó là bốn tụ lọc cao vun vút, một cái nguồn to vật vã ở phía đó, hàng vãi zin tuyệt đối luôn, hồi gỗ chỉ vàng. Đấy là đặc trưng của dòng X Decac 320W 100V, số series 6693. Anh em có thể ghép vang, ghép lọc vào, có thể chơi cả karaoke, trở kháng từ 4 đến 16. Đó. Giá cho anh em 14 triệu đồng thôi. Giá tại cửa hàng Minh Audio Đông Hà Nội. Âm ly chạy 8 sò, đánh 2 cầu A cộng B. Bát chép có cắt tần. Tông nhạc anh em bấm sang. Có chức năng in-out adapter. Chức năng hoạt động hoàn hảo. 8 sò, 4 trụ lọc 2 nguồn. Cân nặng thì thuộc dạng có sức khỏe mới bê được. Bề ngang tầm 47, chiều cao tầm 16-17, 15-16, chiều sâu tầm 40.